đề nghị các vận động viên mặc áo của mình vào không cần cởi trần ở trong khu nhà thi đấu. Ban tổ chức nhắc lại một lần nữa, đề nghị tất cả các vận động viên mặc trang phục của mình vào khi đang ở trong nhà thi đấu. Mời hai người đi trước nào. Trong trận đấu kết quả trận chiều hôm qua.